Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng hôm nay, thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 1.981,7 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.979,51 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.981,85 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm, giao dịch ở mức 103,80 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 41.300 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm, đứng ở mức 4,200% trên 10 năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ sau khi giảm mạnh trong phiên đêm qua và hiện tại đứng ở mức 68,76 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày 12 tháng 12, Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng trước sau khi không thay đổi trong tháng 10. Dữ liệu nóng hơn một chút so với dự kiến khi mà các nhà kinh tế đang tìm kiếm một kết quả khác không thay đổi. Báo cáo cho biết lạm phát trong 12 tháng qua tăng 3,1%, giảm nhẹ so với mức tăng 3,2% của tháng 10. Lạm phát hàng năm tăng với kỳ vọng, trong khi đó dữ liệu CPI cốt lõi, loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, vẫn tăng ngay cả khi mà nó tăng theo dự báo đồng thuận. CPI cơ bản đã tăng 0,3% trong tháng trước so với mức tăng 0,2% của tháng 10 trong năm. Lạm phát cơ bản tăng 4%, không thay đổi so với mức tăng của tháng 10. Sự phục hồi khiêm tốn của giá vàng thế giới sau dữ liệu CPI cho thấy các nhà giao dịch cảm thấy nhẹ nhõm vì lạm phát đã không tăng trong tháng 11. Dữ liệu kinh tế gần đây từ các nền kinh tế lớn trên thế giới nhìn chung cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt. Trọng tâm hiện tại đang tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang hay còn gọi là FOMC kết thúc vào chiều thứ Tư với tuyên bố và cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed ông Jerome Powell, sự đồng thuận của thị trường là FOMC sẽ giữ nguyên lãi suất. Các nhà phân tích cũng dự đoán tuyên bố của FOMC và ông Powell, cuộc họp báo của ông sẽ vẫn có thái độ diều hâu một chút khi mà nói rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất của Mỹ vào giữa năm 2024. Thị trường vàng đã giao dịch chủ yếu theo các tín hiệu về chính sách tiền tệ của Mỹ trong những tháng gần đây, do lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi đầu tư vào kim loại quý. Quan niệm này cũng đã khiến giá vàng thế giới không thể đạt được mức cao kỷ lục trong hầu hết thời gian trong năm. Về mặt xu hướng của giá vàng, vàng hiện tại đang chịu áp lực bán chốt lời khá mạnh. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý này vẫn thu hút dòng tiền lớn bao gồm tiền từ ngân hàng trung ương nhiều nước. Bên cạnh đó, vàng được Hội đồng Vàng Thế giới hay gọi là WGC dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2024 và có thể lập đỉnh cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đầu giờ sáng ngày hôm nay, sau khi mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác điều chỉnh giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày qua, thì đến thời điểm này tạm thời chưa có điều chỉnh. Giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 72,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 73,62 triệu đồng trên lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 72,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 73,60 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 150.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, mua vào mức 72,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 73,50 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho cả hai hệ thống Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với mặt hàng vàng nhẫn đồ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, sau khi giảm 300.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên cuối ngày hôm qua, đến thời điểm này tạm thời chưa có điều chỉnh, mua vào mức 60,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 61,10 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 60,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 61,20 triệu đồng trên lượng, cũng giảm mạnh 300.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm đầu giờ sáng nay, ngân hàng nhà nước không có điều chỉnh, được niêm yết ở mức 23.941 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại cũng không có điều chỉnh, sau khi tăng 30 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên cuối ngày hôm qua. Hiện tại mua vào mức 24.060 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.430 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.670 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.770 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại,
Sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.260.000, bán ra 7.360.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang là 1 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.260.000, bán ra 7.362.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.250.000, bán ra 7.350.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.250.000, bán ra 7.350.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 7.240.000, bán ra 7.350.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 40.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7.265.000, bán ra 7.360.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.268.000, bán ra 7.355.000, giảm 7.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.260.000, bán ra 7.340.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.250.000, bán ra 7.330.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold vào 7.240.000, bán ra 7.350.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 40.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.260.000, bán ra 7.362.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đến 1.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.260.000, bán ra 7.362.000. STC Huế mua vào 7.257.000, bán ra 7.362.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.260.000, bán ra 7.360.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.260.000, bán ra 7.362.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.258.000, bán ra 7.362.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, hiện tại duy trì xuống giảm mạnh trong khoảng từ 125 đến 300.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 12.500 đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.005.000, bán ra 6.110.000. Nhận bộ số 9 từ 0,3 đến nửa chỉ mua vào 6.005.000, bán ra 6.120.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.995.000, bán ra 6.080.000. Giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.889,8 nghìn, bán ra 6.019,8 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.375,5 nghìn, bán ra 4.575,5 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.360.000, bán ra 3.560.000. Vàng 10K mua vào 2.350,6 nghìn, bán ra 2.550,6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.